Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin giới thiệu các bạn, tôi là Luân, đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này có anh Lợi các bạn ạ. Xin chào. Hiện tại hai anh em chúng tôi đang trên đường xuống nhà anh Trung ở Cẩm Giàng, Hải Dương các bạn nhé. Anh Trung đã biết đến công ty cổ phần kiến trúc Kisato và đã tìm hiểu chúng tôi rất lâu rồi. Và hiện tại là đã muốn, anh muốn xây một cái căn biệt thự 2 tầng mái Nhật kiểu hiện đại các bạn ạ. Thì anh có nói với chúng tôi là xuống để chúng tôi thiết kế và lấy cái gần gũi anh để biết được cái tâm tư nguyện vọng của anh, cái con người anh như thế nào, để chúng tôi thiết kế lên một cái bản vẽ mà nó mang đậm tính phong cách của anh các bạn nhé. Thì mời quý vị các bạn cùng theo chân anh em chúng tôi và nhà anh Trung để theo dõi quá trình khảo sát của anh em chúng tôi diễn ra như nào các bạn nhé. Xin mời ạ. Xin chào tất cả các bạn, xin thưa các bạn, tôi là Luân, đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi đang đứng trước cái khuôn đất của nhà anh Trung các bạn nhé, lai cách Hải Dương này các bạn này. Đấy thì ở đây, đây là cái ngõ trước cửa nhà nhé. Đấy, nước thì đã được răng lên đầu cổng, nước cấp đây này. Đấy, nước cấp của nhà anh này nhá. Nước thải đây, đấy, nước thải sẽ ra đây cái đường ống ấy. Trước nhà này. Đấy, một chiều của anh nhá, là cái chiều này này. Từ cái đây nhá, nhà anh hai mặt tiền các bạn nhá. Từ đây vào là 9m1 là anh sẽ xây đến cái điểm ngoài cái cột kia kìa, giật ra 1m đấy. Và từ đây vào anh sẽ xây là 12m2. Còn thổ đất nhà anh thì rộng là 21m cơ, 21m20 phân cơ. Thì anh sẽ để lại 8m cho em trai. Đấy, anh sẽ xây dựng ở đây một cái ngôi biệt thự 2 tầng mái Nhật. Nhưng mà công năng sử dụng thì nó như cái kiểu của nhà bác Quý ở khu Bắc Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình ấy. Đấy, tôi có đưa anh xem mà anh rất ưng. Nhưng mà cái mái đây lại là mái Nhật nha. Đấy, cái đường này sau này sẽ tôn cao lên khoảng 20 phân nữa này, thì cái nhà mình sẽ cao lên cái sân nhé. Nên mọi người, còn nền đất này là nền đất ao lấp đã được 13 năm rồi. Anh em kiến trúc và phong thủy xem danh cái hướng đấy nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi quá trình khảo sát của anh em chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn, tôi luôn đến từ phòng khảo sát công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì tôi đang chụp ảnh và có vẽ lại cái phác họa cái nhà của anh Nguyễn Đức và anh Trung, khu vực Cẩm Giàng, Hải Dương các bạn nhé. Đấy thì như các bạn đã nhìn thấy này, đây là cái miếng đất bên dưới đường bò là miếng đất nhé, đường bò miếng đất này. Và cái này anh để lại 8 mét từ chỗ này sang nhé. Thì cái hướng nhà anh thì một hướng là một trong hai hướng sẽ là hướng chính, 7-6 hướng đông, 3-153 độ bắc. Thì anh em phong thủy tư vấn cho bác xem, anh xem là làm hướng nào là tốt và theo kiến trúc nữa nhé. Thì anh sẽ làm cái công năng sử dụng các thứ. Thì như của nhà anh Quý ở khu vực Bắc Trần Hưng Đạo, thành phố Hòa Bình. Còn về hình dáng ấy, là mái Nhật nhé. Khác mỗi mái Thái hay mái Nhật thôi. Đây là cái đường đi này, đường trước nhà này. Cấp điện cấp nước là ở trước nhà nhé, điện này này, nước ở chỗ này này. Còn đây là đường thoát nước nhé. Đấy, thì từ cái mép này này và vào đây là 9m1 là anh sẽ xây nhà. Đấy, tôi đã vẽ rất rõ trong cái tờ thông tin thiết kế rồi. Đấy thì anh em kiến trúc và phòng thủy cùng tư vấn cho anh để anh tin tưởng công ty hơn. Đấy, xin cảm ơn, hẹn gặp lại.